Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ bảy ngày 30 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua tỉnh Hưng Yên đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách, giải pháp mang tính đột phá, giúp giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Theo đó, từ năm 2020, tỉnh Hưng Yên đã nâng mức trợ cấp cho trên 730 đối tượng bảo trợ đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, trợ cấp xã hội hàng tháng với người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước về hỏa táng, đóng bảo hiểm y tế cho trên 650 người thuộc chín nhóm đối tượng với mức trên 100 triệu đồng một năm. Đáng chú ý, ngày 22 tháng 3 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 345 trợ cấp cho gần 2.000 người cao tuổi cô đơn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được chuyển sang diện bảo trợ xã hội, hưởng với mức từ 1.620.000 đồng đến 2.340.000 đồng một người trên tháng. Sau vụ thu hoạch quả, đến nay hầu hết các diện tích nhãn đã bị tiêu hao dinh dưỡng, cành lá bị sâu bệnh, tán mất cân đối. Để cây nhanh hồi phục, các nhà vườn ở thành phố Hưng Yên đang tập trung vệ sinh vườn, cắt bỏ các cành vô hiệu, tạo tán cho cây. Bên cạnh đó, các hộ làm luống, xới đất, đào rãnh xung quanh theo hình chiếu của tán cây, sau đó bón phân cho cây bằng phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ. Kích thích cây phát triển mầm sớm, tháo cạn nước không để ảnh hưởng đến sinh trưởng của bộ rễ. Dự án cải tạo nâng cấp đường TT380 đoạn qua địa bàn huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên được đơn vị nhà thầu hoàn thành đến 97% khối lượng công trình. Sau nhiều tháng nay phải dừng thi công do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng khu vực ngã Ba Lạng ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Chỉ dài khoảng 200m nhưng đoạn ngã Ba Lạng thuộc địa phận xã Minh Hải, huyện Văn Lâm đang được mệnh danh là con đường đau khổ nhất Hưng Yên. Nỗi kinh hoàng cho người dân khi đi qua khu vực này. Nguyên nhân đơn vị thi công chưa làm đường khu vực này là do vướng mặt bằng khoảng trên 400m² liên quan đến 5 hộ dân ở khu vực ngã Ba Lạng. Và trong khi chờ nút thắt mặt bằng được tháo gỡ thì đơn vị thi công vẫn phải ăn trực nằm chờ. Còn đoạn đường này mỗi ngày cõng trên 500 phương tiện cơ giới lớn cùng hàng ngàn người lưu thông qua lại. Còn tại xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, hiện địa phương đã và đang mở rộng, nâng cấp 17 tuyến giao thông, tổng chiều dài trên 12 km. Nhờ sáng tạo trong công tác giải phóng mặt bằng nên việc thi công các tuyến đường đều thuận lợi do người dân tự nguyện hiến đất. Với cách làm, lấy hộ dễ làm trước để vận động hộ khó làm sau, lấy con đường đã hoàn thiện trước, tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân tiếp tục hưởng ứng lan tỏa. Vì vậy, rất nhiều công trình của hộ dân mới được xây dựng, nhưng giờ đây bà con đều đồng thuận phá rỡ để làm đường. Đến nay, người dân xã Vũ Xá hiến đất mở rộng đường thôn xóm trên 600m² đất thổ cư và trên 1.000m tường bao và một số công trình xây kiên cố khác. Những con đường mới được mở ra không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và qua đó gắn kết tình cảm xóm làng, cùng sẻ chia, cùng phát triển. Trên đường tỉnh 379, khu vực quán cà xã Tân Sơn, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng nay tại km 16+200 DT379 thuộc ngã tư quán cà xã Tân Sơn. Theo đó, người điều khiển xe ô tô hiệu Hovo biển kiểm soát 89C20906 do chạy với tốc độ cao đến ngã tư quán cà đi dân tiến. Đến địa điểm trên đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 81FA3742, trên xe có hai người, một nam một nữ. Hậu quả, hai người trên xe mô tô tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng, xe tải chở cát Hovo không có phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, liên quan đến vụ việc 4 người Việt được cảnh sát Pháp giải cứu trong thùng xe tải đông lạnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, ngày 7 tháng 9, cảnh sát Pháp đã phát hiện 6 phụ nữ, trong đó có 4 người được cho là công dân Việt Nam trong một xe chở hàng đông lạnh tại Rouen, thành phố Lyon của Pháp. Ngay sau khi nhận được thông tin,
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và đề nghị hỗ trợ Đại sứ quán triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Thông tin ban đầu cho biết 4 người này hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ. Thưa quý vị, đều đặn vào ngày thứ Bảy Chủ nhật mỗi tuần, Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An lại trở thành lớp học đặc biệt khi vang lên những bài giảng tiếng Anh của thầy giáo Đường Minh Thông và hàng chục em nhỏ học sinh tiểu học. Lớp học càng đặc biệt hơn khi người thầy ấy lại là Phó trưởng Công an xã Hoa Sơn và lớp học hoàn toàn miễn phí. Trước đó, vào năm 2015, Thượng úy Đường Minh Thông tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân với 2 tấm bằng luật và ngôn ngữ Anh. Sau khi tốt nghiệp, anh về nhận công tác tại Công an huyện Anh Sơn, nhận thấy học sinh tiểu học trên địa bàn xã còn có nhiều hạn chế về tiếng Anh. Thượng úy Thông nảy sinh ý tưởng sẽ truyền đạt những kiến thức về tiếng Anh của mình đến các em học sinh. Đến nay, lớp học đã có 30 em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi theo học. Lớp học được duy trì đều đặn dịp cuối tuần, nhưng với công việc chuyên môn, Thượng úy Thông vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, cảnh sát Thái Lan vừa thu giữ hơn 15 triệu viên ma túy tổng hợp và nhiều chất cấm khác với tổng trị giá 300 triệu bạt, tương đương hơn 8 triệu đô la Mỹ. Theo giới chức Thái Lan, đây là một trong những vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong năm ở nước này. Trong đường dây vừa bị triệt phá, 4 người bị bắt giữ cùng tăng vật bao gồm 420 kg ma túy tổng hợp, methamphetamine và heroin tại một ngôi nhà ở tỉnh Nakhon Pathom, phía bắc thủ đô Bangkok. Đây là một trong những cơ sở lưu trữ ma túy lớn nhất ở miền trung Thái Lan trong một khu vực cộng đồng. Được biết, tổng giá trị của số ma túy bị thu giữ là 300 triệu bạt, tương đương khoảng 8,15 triệu đô la Mỹ và chúng được sản xuất ở một quốc gia láng giềng. Chính phủ Pháp đã công bố chương trình chống nạn bạo lực học đường đang ngày càng trở nên nhức nhối tại Pháp khi gần 1 triệu học sinh trung học tại Pháp đã trở thành nạn nhân trong 3 năm vừa qua. Thậm chí nhiều học sinh đã tìm đến cái chết sau khi bị bạn bè bắt nạt trong thời gian dài. Phát biểu tại phiên họp báo công bố chương trình chống bạo lực học đường, Thủ tướng Pháp bà Elisabeth Borne nhấn mạnh các hành vi quấy rối và bạo lực học đường đang trở thành một vấn nạn tại Pháp. Nhân dịp này, Thủ tướng Pháp cũng đã công bố các biện pháp chống nạn bạo lực học đường. Theo đó, các học sinh có hành vi quấy rối hoặc bạo lực học đường sẽ phải chịu án phạt như bị tịch thu điện thoại dùng để gây rối, bị giam giữ tạm thời hoặc bị cấm trong thời gian 6 tháng, hoặc có thể là 1 năm không được truy cập vào các nền tảng mạng xã hội, kích động bạo lực để quấy rối bạn học. Các học sinh có hành vi đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị cấm tiếp xúc bạn học hoặc buộc phải chuyển trường. Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa cho biết tỷ lệ thanh toán di động của nước này đã đạt tới 86%, đứng đầu thế giới. Thanh toán điện tử đã trở thành một công cụ thanh toán phổ biến và ngày càng được đông đảo người dân Trung Quốc ưa chuộng. Những năm gần đây, nói đến thanh toán điện tử hay còn gọi là thanh toán di động, thanh toán kỹ thuật số hoặc thanh toán không dùng tiền mặt, người ta đều nhắc tới Trung Quốc bởi lĩnh vực này đã phát triển với tốc độ chóng mặt ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, tỷ lệ người dân sở hữu tài khoản ngân hàng ở nước này đã vượt quá 95%, cao hơn mức trung bình của các nền kinh tế có thu nhập cao, trong khi đã hình thành hệ thống thanh toán có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu thanh toán, quyết toán của khoảng 160 triệu đơn vị kinh doanh và hàng trăm triệu người tiêu dùng. Giới nghiên cứu ở Nhật Bản mới đây xác nhận sự hiện diện của vi nhựa trong các đám mây, không lâu sau khi các hạt mưa siêu nhỏ được phát hiện ở trong cơ thể cá ở vùng sâu nhất của đại dương và rải rác trong băng ở Bắc Cực. Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết họ đã leo lên núi Phú Sĩ và núi Oyama để thu thập nước từ sương mù bao phủ các đỉnh núi, sau đó áp dụng các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến vào các mẫu vật để xác định tính chất vật lý và hóa học của chúng. Kết quả, nhóm nghiên cứu đã xác định được 9 loại polymer khác nhau và một loại cao su trong các hạt vi nhựa trong không khí có kích thước từ 7,1 tới hơn 94 micromet. Các nhà nghiên cứu cảnh báo nếu vấn đề ô nhiễm không khí bằng nhựa không được giải quyết một cách chủ động, biến đổi khí hậu và rủi ro sinh thái có thể trở thành hiện thực và gây ra những thiệt hại môi trường nghiêm trọng không thể khắc phục được trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.